Xin chào tất cả các bạn. Đến với video clip hôm nay, mình xin chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta kiểm tra lỗi chính tả trong khi soạn thảo văn bản trên Word. Thì như các bạn đã biết thì chúng ta làm việc với môi trường Word, chúng ta soạn thảo một cái báo cáo hoặc một cái văn bản nào đó thì thường hay là chúng ta đánh sai lỗi chính tả. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm sao bật được cái báo lỗi này trong khi soạn thảo. Giả sử như trên màn hình các bạn thấy nè, ở đây tôi sẽ một đoạn cái quy định chung của nghị định 30 chẳng hạn. Ví dụ như là chữ chỗ nghị định này có thêm chữ gì ở phía sau là nó sẽ gạch chân đỏ cho chúng ta biết là cái này nó sai lỗi chính tả, nó dư một cái tự chữ gì nè, các bạn thấy không? Rồi giả sử như trong công tác văn thư, thư nó có dư chữ hết đó là nó sẽ gạch đỏ cho chúng ta biết. Đối tượng áp dụng, sự áp dụng là chúng ta đánh sẽ đánh hai lần chữ gì thì nó sẽ hiện ra như thế này nè, chữ dung thêm chữ gì ở phía sau, thành ra nó sẽ báo lỗi cho chúng ta biết. Thì chắc chắn là trong khi soạn thảo thì chúng ta không tránh khỏi sai sót, chúng ta làm một cái báo cáo hoặc soạn thảo một cái văn bản nó khá nhiều nội dung thì chúng ta không thể nào kiểm soát được cái lỗi chúng ta đánh sai chính tả. Thì mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để bật tính năng này lên mà bảo đảm 100% cho chúng ta, các bạn soạn thảo văn bản bạn sẽ kiểm soát được chúng ta gõ sai lỗi chính tả. Như cái đây bạn thấy chữ phù hợp nè, chữ hợp nó có dư chữ ca đó thì nó sẽ báo lỗi. Đây là những cái chân đỏ phía dưới là nó sẽ báo lỗi cho các bạn biết là chúng ta đánh sai lỗi chính tả. Thì để không để cho các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ đi hướng dẫn chi tiết. Thì đầu tiên để các bạn bật được tính năng này lên thì các bạn phải tải được cái file có tên là file Vietnami. Cái file này thật ra nó là một cái file bình thường giống Notepad thôi, soạn Notepad thôi. Cái nội dung nó chữ ở trong này nó không phải là cái file .edf hay gì đó, file bình thường thôi. Thì các bạn tải cái file về, cái file này mình sẽ để ở cái link ở phía dưới phần mô tả. Sau khi các bạn tải về rồi thì các bạn vào trên cái thanh menu của Word á, các bạn vào file, các bạn chọn vào chữ option nha các bạn. Rồi các bạn chọn đến cái tab là profile nè, các bạn click vào đây, tại cái mục custom này các bạn click vào. Đầu tiên các bạn click vào, tại ở đây mình có thêm vào rồi, bây giờ mình sẽ gỡ bỏ cho các bạn xem đây. Thì đầu tiên khi bạn vào thì nó có mặc định như thế này nè, nó có custom.dec default, nó chỉ có này thôi. Khi các bạn mà tải cái file mà Vietnami về rồi đó, các bạn lưu ở đâu đó các bạn nhớ nha. Rồi sau đó các bạn add cái file đó vào. Add cái file là cái file mình sẽ để cái link ở cuối cái phần mô tả của video này. Các bạn add vào nè, Vietnami này sẽ tự tải gì vậy rồi tôi add vào. Các bạn sau các bạn chọn Vietnami, sau đó bạn click vào chữ open nha, bạn mở ra. Đây. Khi mà add vào rồi xong rồi nó sẽ hiện trên này. Các bạn check bỏ cái phần custom.dec default cho bạn chết bỏ nha. Nó hỏi nè, bật sợi báo hỏi nè, thì các bạn bấm Z để chúng ta bỏ nó. Rồi các bạn nếu như nó chưa chọn vô chữ Vietnami này á thì các bạn chọn vào nha, chọn vào Vietnami chấm DC default. Rồi sau khi chọn xong các bạn chọn vào OK rồi nha. Nhớ nha, các bạn nhớ là vào profile rồi sau đó custom này trước, bạn thêm cái file Vietnami, cái file mà tải về rồi sau đó OK trước nha. Rồi ở phía dưới chữ cái dòng phía cuối ở dưới phía dưới các bạn nếu như cái quạt của bạn mà nó chết bỏ tức không có chết á, không có chết cái chữ là chết failing như nè EUSAI thì các bạn chết vào. Nếu như không có nha thì có, nếu có thì các bạn khỏi chết, còn nếu chưa có thì các bạn chết vào đây nha. Ở đây mình thao tác mình hướng dẫn trên cái Word Office 2016 nha. Thì các Office lại cũng tương tự nha các bạn,
bạn check vào đây ha, để bật tính năng kiểm tra lỗi lên. Nhưng mà ở đây là mình đã thêm vào là kiểm tra chỉ có tiếng Việt thôi, thì tức là ngôn ngữ tiếng Việt, không phải ngôn ngữ custom mặc định là tiếng Anh. Nếu như các bạn không có thêm cái file này vào thì các bạn bật lên thì nó hình như là nó gạch đỏ hết những cái nội dung mình soạn thảo, tại vì nó kiểm tra theo lỗi tiếng Anh, thì các bạn gõ tiếng Việt thì nó sẽ là báo lỗi hết. Khi mà các bạn thêm cái file này thì nó chỉ kiểm tra lỗi chính tả là tiếng Việt thôi. Rồi sau khi ok xong rồi các bạn, ok rồi, bây giờ mình sẽ soạn thảo một cái thử một cái nội dung mới cho bạn xem nha. Giả sử chữ chính nè, chính tả đó, các bạn thấy không, sai là gạch đỏ liền đó. Các bạn giả sử mình thấy bạn mình bấm hai lần chữ dư nó sẽ báo lỗi nè đó. Nhé cho hàng gì đó, để sử bấm hai lần hết để dừ nó sẽ báo lỗi đó. Như thế các bạn thấy là nó rất là tiện ích, nó chỉ báo lỗi những cái từ chúng ta đánh sai chính tả hoặc là cái từ chúng ta đánh sai ký tự. Thường thì trong hội thảo trong bản thì chắc chắn các bạn sẽ đánh sai, thường là dư ký tự hoặc là nó không ra dấu. Giả sử như chữ nhé nè, bấm hai lần chữ ếch thì nó ra là chữ nhe chữ mết, và chữ các bạn thì sử bấm hai lần chữ si thì nó ra dư nè. Chắc chắn một điều các bạn là các bạn soạn thảo một cái văn bản nào thì chắc chắn sai ít nhất vài lỗi là chuyện bình thường. Thì với cái tính năng này á, các bạn bật lên á, thì bảo đảm là nó sẽ kiểm tra sát sao nội dung chúng ta để chúng ta đỡ cái phần để dò lại, tốn công mất thời gian dò lại. Cái này nó rất là hay nha các bạn. Okay, các bước thì mình đã hướng dẫn chi tiết cho các bạn rồi đó. Các bạn nhớ là các bạn vào đầu tiên ha, các bạn tải cái file này về. Cái file nó rất là nhẹ thôi, nó có 72 KB thôi. Mình sẽ để cái link ở cuối phần video cho các bạn tải về. Sau khi tải về thì các bạn phải ở trên cái menu của Word á, các bạn vào file option. Thì ở đây mình đang thao tác hướng dẫn cho bạn trên cái Office 2016. Các bạn vào chữ profile này, chỗ custom này các bạn thêm vào nha, thêm cái file tải Vietnami về. Rồi các bạn nhớ là các bạn check vào chữ check building UTIL. Ở đây là chúng ta bật tính năng kiểm tra lỗi lên. Thì nếu như các bạn không bật thì nó cũng không kiểm tra nha các bạn. Bây giờ mình bỏ mình ok các bạn xem, nó sẽ không bật nha, không kiểm tra. Nó khi các bạn bật lên rồi thì nó mới kiểm tra nha. Cái này là tính năng bật lỗi, kiểm tra lỗi chính tả. Còn mình thêm cái này và mình check vào Vietnami thì chỉ kiểm tra lỗi chính tả Việt Nam thôi. Còn nếu các bạn mà không check này, không check cái file mà mình vừa add vào đó, các bạn check vào custom này nó sẽ kiểm tra chung, thường là lỗi tiếng Anh. Rồi thì trong video này mình đã hướng dẫn rất là chi tiết cho các bạn cách để chúng ta bật tính năng kiểm tra lỗi chính tả trong Word lên, bảo đảm của bạn 100% các bạn khi bạn soạn thảo thì nó sẽ ít sai sót hơn. Đó, các bạn bật lên nó sẽ đánh gạch đỏ những cái từ mà chúng ta đánh sai lỗi. Thì hy vọng trong video này sẽ giúp ích cho các bạn trong khi soạn thảo văn bản, kiểm soát được cái lỗi chính tả chúng ta rõ nội dung. Giả sử như chúng ta làm một cái văn bản hoặc chúng ta làm một cái báo cáo rất là nhiều nội dung thì chúng ta có thể là đọc tới đọc lui nhưng mà nó cũng không kiểm soát hết, cũng một mình của mình soạn mình có thể đọc, mình khi mình đọc qua mắt mình không kiểm soát hết được cái những cái lỗi, thì với cái tính năng này nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhanh kiểm soát là cái lỗi mà chúng ta đánh sai ký tự. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video hướng dẫn của mình. Các bạn nếu các bạn thấy cái video chia sẻ này nó hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như like và chia sẻ cái video này để mọi người đều biết, để chúng ta giúp ích cho mọi người trong khi soạn thảo văn bản. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong những video chia sẻ hữu ích tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình.